Chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chỉ tay khoa học Trần Quang. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Và cách xem của mình là cách xem khoa học không có mê tín dị đoan, tức là mọi người ở bất kỳ một độ tuổi nào xem cũng được nhé. Trẻ em cũng được, vì con người mình mới sinh ra thôi là 90% diễn biến từng năm tương lai như thế nào cũng đều báo trước trên tay. Thì mọi người có thể xem cho trẻ em con cái của mình từ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi ra cũng được rồi nha. Thì khi mọi người xem cho trẻ em con cái thì mọi người sẽ biết được là những tiềm ẩn về sở trường, những tiềm ẩn về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu con cái nó ở những điểm nào để chúng ta định hướng nuôi dạy con cái nó tốt hơn. Và mọi người cũng biết được trong tương lai là con cái của mình nó sẽ thành công hay thất bại trong cả cuộc đời của nó, và những năm thành công thất bại đó nó sẽ rơi vào những cái năm nào nha. Còn những người ở trên 20 tuổi mình, ví dụ như 20, 25, 30, 45, 50, 60, 65 bất kỳ nha. Tại vì kênh của mình đã xem cho những người ở ngoài 60 cho đến ngoài 70 rồi nha. Đó, mọi thứ luôn chính xác nha. Ví dụ mọi người ở 60 tuổi thì mọi người mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từng năm thế nào, từ cái tuổi 20 cho đến cái tuổi 60 đó, tức là 40 năm quá khứ mọi người đã trải qua từng năm về mọi mặt trong cuộc sống như thế nào, về công việc, về tiền tài, về vận may, công danh, những thành công thất bại nó đã xảy ra ở những cái năm nào nha. Rồi vợ chồng con cái, rồi những tài sản mà người tạo dựng được cho đến cái năm hiện tại đó nó như thế nào nha. Và sẽ xem tiếp những năm từ cái năm hiện tại rồi cho đến những năm cuối hậu vận của mọi người cũng về cái mặt như vậy. Rồi thì mấy ngày rồi thì mình đi du lịch cho nên mình không có làm video clip. Mấy ngày vừa rồi thì có bạn bạn khách mình đã xem cho từ năm 2020 nha. Thì cách đây khoảng 4-5 ngày thì bạn mới phản hồi đến mình về những việc mình xem. Mình ở cái thời điểm đó mình xem cho bạn nam đó, bạn đó chỉ mới gần thời điểm năm đó thì bạn mới ngoài 20 thôi, 22-23 ngày đó. Thì ở thời điểm này thì bạn tầm 26 nha, tức là 3 năm rồi nha. Thì khi mình xem cho bạn thì mình cũng xem cho bạn đó, rồi xem cho cả cha cả mẹ của bạn đó, nên là gia đình ba người mình xem hết nha. Về phần của bạn đó thì mình đã dự báo cái tương lai của bạn đó trong những năm tương lai cho đến cả cái học vận về sau nha. Và bạn đã mới phản hồi đến mình là 3 năm vừa qua những gì mình dự báo cho bạn đó nó xảy ra đều chính xác trong 3 năm từ năm 20 cho đến nay là năm 2023 ha. Là 3 năm. Và thời điểm đó mình cũng dự báo cho bạn đó là bạn nó sắp có một cơ hội để đi nước ngoài. Và thực sự thì thời điểm đó thì khi mà bạn nghe đến điều đó thì bạn cũng rất là mơ hồ. Thì tại vì thời điểm đó bạn không có một cái cơ hội gì để có mình thể để đi được nước ngoài cả. Nhưng mà mình đã báo cái thiệp đó là như vậy. Và rất là may mắn là trong năm 2023 này là bạn đã có cái cơ hội nha. Bạn đã làm hồ sơ, đúng là bạn đi sớm á, thì sớm ở cái năm 2022 luôn rồi nha. Nhưng mà vì có bạn muốn đi nó trễ hơn xíu nên là bạn dời cái lịch lại đi lại nha. Thì trong cái một tháng này nữa thôi, bạn làm đầy đủ giấy tờ rồi thì trong tháng này nữa, trong năm nay là tháng 7 cho qua tháng 8 sau là bạn đã xuất ngoại định cư ở Canada nha. Thì mọi người có thể thấy mình xíu nữa mình sẽ review cho mọi người thấy cái phần phản hồi của bạn đó để mọi người thấy được là những gì mình dự báo những năm tương lai hoặc là những gì mình báo đến mọi người nó luôn chính xác nha. Rồi mình sẽ đi vào nhanh cái phần của bạn này. Rồi thì đây là cái phần phản hồi của bạn đó ha. Thì mình giới thiệu lại cái phần này lấy cái hội là cái hội xem chỉ tay hoặc tướng số Đồng Nai của mình, xem quá khứ hiện tại tương lai cho mọi người. Thì tất cả trên 700 thành viên ở trong hội này là mọi người đang sống ở khắp một tỉnh thành, trên 63 tỉnh thành trên Việt Nam nha. Và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Australia, Canada, rồi Nhật, Hàn nha. Rồi mình đã xem cho họ hết rồi. Rồi thì đây là cái phần mà bạn đã phản hồi đến mình nè. Mình đăng lên ngày 17, cái này cũng cả tuần rồi nha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần mà mình bạn đã nói chuyện với mình trong mấy ngày khoảng tuần trước nha. Thì mình có hỏi đây, cuộc sống công việc của em trong 1-2 năm qua đi đúng như anh báo chứ ha. Thì cái phần này do khách xem lâu cho nên là mình quên á, chứ bạn này là xem đã 3 năm rồi nha. Đây thì bạn đã phản hồi nè, dạ đúng á nha. Thì bạn đây là bạn đó phản hồi là trong 3 năm qua thì những gì mình dự báo trong những năm tương lai của bạn đó từ năm 20 đến 2023 nó đều chính xác nha. Rồi bạn có nói tiếp nè, và em có cơ hội ra nước ngoài thật nha. Ở đây thì mọi người thấy là bạn đã phản hồi cái phần này á,
mà tới năm 2023 là em đi, tức là bạn đã đi trong tháng này nè nha, trong năm này nè, và trong tháng này. Dù lúc xem á, em cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội là đi nước ngoài luôn cơ nha. Thì hồi nãy mình có nói mọi người ha, thời điểm đó là bạn hoàn toàn là mù mờ, không có cơ hội gì để có thể mà đi được nước ngoài cả nha. Thì mình có nói đây, ok vậy thì tốt nha, mà việc đi đúng như anh báo nè nha. Mình có nói đây, hôm nay là đang năm 2023 mà nha. Thì bạn có nói nè là dạ tháng sau em bay nha. Rồi một phần đó là em cũng tại em delay không muốn đi sớm nha. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là đúng là bạn này là đi sớm trong năm 2022 đó, nhưng mà bạn delay cái lịch đi lại nha. Đây, vì ở Việt Nam em còn người yêu, công việc này nọ ha, đó. Chuyện đi nước ngoài nó tới nhanh quá. Tính ra giấy tờ khá thuận lợi, mình có nói với bạn đây, chúc mừng em nha. Ở đây thì mời bạn có hỏi về cái phí xem cái thời điểm hiện tại nha. Thì mình có báo cho bạn đó rồi nha. Nhưng mà mình ở đây mình có hỏi nè, mà em đi nước nào ha, thì bạn đây bạn có phản hồi dạ em đi Canada ha. Rồi vừa rồi thì mình mới review nhanh cho mọi người thấy cái hình mình phản hồi của bạn trẻ nam ha. Năm nay là mới khoảng gần 30 tuổi thôi nha, bạn đã xem cách đây 3 năm và mọi thứ mình dự báo về 3 năm tương lai, từ năm 2020 đến năm 2023 nó đều chính xác như bạn đó, và ngay cả cái cơ hội để đi nước ngoài nó cũng đã đến rất chính xác cho bạn đó nha. Chúc mừng cho bạn trẻ này nha. Bạn trong cái tháng 8 tới là bạn lịch đi của bạn là để xuất ngoại đi định cư ở Canada rồi nha. Rồi thì tới đây mọi người có thể thấy là trước giờ mình xem cho khách trong ngoài nước thì khách luôn phản hồi mọi gì mình xem cho mọi người, dù cái quá khứ nó có vài chục năm hay gì đó thì nó cũng luôn chính xác, và những cái phần tương lai khi mà khách tiếp tục trải qua tiếp thì khách luôn phản hồi lại là những gì mình dự báo nó luôn xảy ra chính xác như những gì mình dự báo nha. Thì tới đây mọi người có thể thấy là dù là quá khứ hay tương lai thì mọi thứ mình dự báo nó luôn chuẩn xác đến mọi người nha. Đây là cái niềm tin để mọi người khách trong và ngoài nước luôn tin tưởng tìm đến kênh mình nha. Rồi không phải là xem và nói những điều nó mơ hồ nha. Rồi tới đây mình xin cảm ơn đến anh chị cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư là bị ở nước ngoài luôn ủng hộ kênh mình từ trước đến nay nha. Mọi người ai theo dõi nhiều thì mọi người sẽ xem phần nào cơ bản được, những phần gì cơ bản như tính cách nè ha, còn những phần về phức tạp như là về công việc, cuộc sống, về tài sản như thế nào, rồi tương lai nó sẽ ra sao ha, thì phần đó khó thì mọi người muốn xem cái tương lai của mình, nó cuộc đời mình, thì mọi người liên hệ số điện thoại là 0908 515792, thì đó là số điện thoại của mình có sử dụng Zalo và Messenger, Facebook nha. Thì liên hệ mình sẽ hướng dẫn ha, còn việc phí thì mình luôn công khai trước giờ rồi nha. Thì phát xem trong nước, xem online là 2,5 triệu nha. Về đến nhà mình xem trực tiếp là 3 triệu nha. Còn khách sống ở nước ngoài phí là $180 xem online nha. Còn về Việt Nam xem phí nó sẽ khác nha. Rồi, tới đây mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip sau.